Chào anh em đã quay lại video tiếp theo của mình nha. Thì đây là mạch cái hôm video trước mình vừa làm nha. Thì mình nói lại về cái sơ đồ này này. Là cái sơ đồ này á là anh em có thể thấy đây á là mình mô phỏng ở đây là hai cái công tắc này, là ba chấu này, là chân số 1 số 2 này, là hai dây chung này. Thì anh em đi dây á thì anh em để bật công tắc ở vị trí nào thì anh em kéo cho mình một đôi dây đi chạy theo từ vị trí mà anh em muốn bật đến cái vị trí mà anh em muốn tắt ở phòng khách hoặc là trong buồng gì cũng được thì anh em nhá. Bắt đầu cách đấu là anh em điểm đầu anh em đấu ở chân số 1 thì điểm cuối thì em cùng đấu ở chân số 1 mình nhá. Thì điểm còn lại thì số 2 đấu số 2 nhá. Thì ở giữa cái công tắc ba chấu đấy nó có một cái điểm chung ở giữa đấy, là có một công tắc có một điểm chung là công tắc đảo mà, thì nó có một điểm chung. Thì cái điểm chẳng hạn anh em lấy nguồn ở đâu là tùy anh em, còn một đầu còn lại ấy, thì anh em kéo cái cặp dây của bóng đèn xuống vị trí thì anh em kéo xuống cái ổ còn lại nhá. Anh em ở cái mạch thứ hai thì nó đơn giản thôi, chẳng hạn như đây là cái đường dây các bạn này, đây là mình mô phỏng nhá. Thì đây là chẳng hạn như đây là cái đế các bạn này, đây là hai đế đó, hai đầu đúng không? Thì cái cách đấu này thì việc chẳng hạn như đây là cái đế anh em đúng không? Đây là hai đầu đế này, anh em muốn đảo ở cái vị trí này đúng không? Thì ở đây này chân số 1 số 2 bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào hai chân này nhá. Thì cái dây chung này thì anh em đấu vào một bên là một đầu ra của cái bóng này, ví dụ này, và còn điểm chung bên này, còn đầu này thì anh em đấu vào điểm chung bên này nhá. Thì bây giờ mình không linh tinh liên thiên mình bắt đầu mình sẽ đấu nhá. Thì ở cái mạch này nó khác với cái kia là cái kia là có dây chung nhá, còn cái này không có dây chung. Thì bây giờ mình đấu này, ví dụ như đây là nguồn này. Ok, thì chẳng hạn nên mình câu đây với cái áp thì mình tới vào đây nhá. Anh em xem đây là nguồn này. Nguồn này chẳng hạn như cái này chạy có thiết bị nhá, thiết bị khác nhá. Anh em lấy nguồn này. Đây nhá, thì anh em chú ý cho mình này. Chẳng hạn như bên này thì mình lấy tại bên này mình lấy chân số 1 này. Một đúng không? Mình đâu vào đây. Từ đầu tiên đi anh em. Tiếp theo này, mình lấy cái tay còn lại này. Mình lấy dây còn lại này. Mình đấu vào chân số 2 nha anh em. Ok, sau mình khi mình đấu thì cách này đến bước này là quan trọng nha anh em. Thì bây giờ anh em bước điện nha. Anh lấy bước điện này thì mình đo cho mình đâu là dây đỏ này. Thì mình thấy bây giờ là dây đỏ đúng không? Thì mình lấy cặp số 1 là dây đỏ này. Ok, thì mình đo xem bên đây này. Xem là cặp sáng này. Bắt đầu anh em cắm vào đây này. Em đo xem là cặp sáng này. Cặp này đang sáng nha anh em. Cặp này đang sáng. Ok. Thì
anh em đo điện xong anh em lấy cái dây này là dây dương này để đánh dấu đây là dây dương này, có điện này. Thì bước tiếp theo này, chân số ở bên này đúng không, em nhìn này, chân này chân số 1 này. Bây giờ mình sẽ lấy là dây đỏ nhá, số 2 là dây âm nhá, số 1 là dương này, mình lấy là dây đỏ này, số 2 là dây mát này. Thì bên này nhá, bên này là số 1 số 2 nhá. Thì bên kia em lấy số 1 là dây đỏ, thì bên này mình sẽ lấy số 2 nhá. Anh đảo ngược nó đi. Thì bên này mình đấu chân số 2 này. Ok, thì mình cho số 2 là đỏ này. Chân còn lại số 1 mình đấu với dây còn lại nha. Ok thì mình đã xong nha. Về phần tiếp theo đó là dây nha anh em. Thì đây này, anh em lấy một dây, chẳng hạn anh lấy dây một đầu này, anh em đấu ở điểm chung này cho mình nhá. Ok, thì đây đâu anh em đấu với dây ok, một đầu anh đấu vào điểm này nhá, còn một đầu còn lại nhá, em đấu vào cái điểm chung còn lại đây nhá. Ok, thì mình đã đấu xong cái mạch đảo đây em nhá. Cái bước cuối cùng là mình cấp nguồn vào đây này. Điểm số 1 này. Đây này. Điểm số 2 này. Ok, thì mình đã đấu xong cái mạch trận đảo chiều cái mạch khách hàng nhá. Thì mình nói qua này, thì đây là dây nguồn này. Anh em chạy cho mình cái dây cặp dây nguồn này. Anh em không cần bỏ có cái cặp dây chung này đi nhá. Nghĩa là ví dụ đây là cái ổ nha anh em này. Hai đầu ổ này, anh em muốn đảo vị trí này đi sang vị trí này chẳng hạn. Thì đây này, anh em cấp nguồn vào đây này. Em lấy nguồn này. Đây là chẳng hạn, đây là dây đỏ này. Em đấu vào chân số 1 của mình. Dây tiếp theo là cái chân số 2 nhá, anh em lấy bát ở đây. Còn cái dây còn lại là cái dây ra bóng này. Thì cái dây này mình chỉ tự dưng nó chẳng qua như là từ cái ổ bên này sang bên này đúng không? Thì sang ổ bên kia. Thì dây là dây cấp nguồn rồi đúng không? Thì ở bên này thì anh em lấy chân đỏ là số 1 đúng không? Thì sang bên đây anh em lấy chân đỏ cho mình vào chân số 2. Còn cái ở bên đây anh em lấy chân mát ở chân số 2, bên đây lấy số 1 cho mình. Còn dây chung anh em đấu vào cái dây phóng đèn còn lại nhá. Thì bây giờ mình cấp nguồn thử cho anh em xem nhá. Ok, đây là mình đang để bật nhá. Hôm nay mình có bật công tắc thì nó đang sáng nhá, chẳng hạn như này. Bây giờ mình tắt này. Ok, bây giờ mình sẽ bật ở cái vị trí này này. Ok, rồi mình tắt ở cái vị trí này cho anh em xem nhá. Ok, bây giờ mình bật này. Rồi, cái vị trí này mình tắt này. Ok, thì cái mạch điện của mình nó đơn giản anh em ạ. Cái cách đấu này nó có một điểm lợi. Ở cách đấu này nó có một điểm lợi như cái cách đấu kia, đó là anh em không phải tốn dây nhá. Nhưng mà cách đấu này thì hơi nguy hiểm. Nhiều anh em mà không nhớ để đấu thì tình trạng là chập cháy nhá.
Thì nếu như anh em muốn an toàn thì anh em đấu theo cái cách số 1 của mình nhá. Còn cách số 2 này thì anh em không phải đi đi chung nên đỡ tiết kiệm được một số giây. Mà anh em đấu cái này phải khéo nhá. Chúc anh em tạo cho mình cho thông trang trí cho nhà mình cái không gian ánh sáng là đẹp. Và chúc anh em sáng tạo được nhiều cái hay nhá. Thì video mình xin phép được kết thúc ở đây. Thì anh em yêu quý thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Anh em mà có ý tưởng hay là có bình luận gì thì bình luận comment ở dưới để mình trả lời về nhá. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhá.